lại đại nghĩa là truy vậy theo ý của hội sự khiến cho người nghe tức thời đạt được cả tam muội nên nói dai tức đại đắc ý nghĩa này cũng tốt nghĩa là truy điều gì đuổi kịp giống mảnh tinh tần họ đuổi kịp rồi làm cho những người nghe danh di đà này công đức danh hiệu đích thực không thì nghĩ bàn thế gian chúng ta người nghe danh hiệu rất nhiều rất nhiều người niệm phật nhiều người nghe danh càng nhiều hơn người niệm phật có rất nhiều người nghe danh quý vị hỏi họ có hiểu a di đà phật hay không hiểu được họ niệm hay không họ không niệm a di đà phật nghĩa là gì đều không biết được họ nói đó là tôn giáo đó là mê tín niệm a di đà phật có thể đạt được điều tốt được điều tốt gì họ không thấy được Nhưng Trong A Lại Gia Thức của họ Có thiện căn của tịnh tông hay không? Có Trong đời này chưa thuần thuộc Có đời sau kiếp sau Nếu gặp được duyên Thiện căn này sẽ tăng trưởng Nói cách khác Mỗi người thiện căn thành thuộc Người trong đời này nhất định giảng sanh Đều là quá khứ vô lượng kiếp về trước Cũng giống như họ Đều là đi trên con đường như vậy Cho nên chúng ta đối với những người này Phải chúc phúc cho họ Phải xưng tán họ không thể coi thường không thể xem nhẹ họ hiểu được đạo lý này rồi chúng ta trong mọi lúc mọi nơi giúp đỡ phật a di đà tuyên dương đức hiệu Hình như là 10 năm trước tôi giảng kinh ở Hồng Kông. Một hôm ngồi trong xe đi trên đường, nhìn thấy người đi trên đường mặc áo sơ mi áo thun trên đó in những hoa văn kỳ quái. Tôi nghĩ mặc áo quần như vậy đi lại khắp nơi vì sao lại không mang áo quần In chữ A-di-đà Phật Làm cho mọi người không phải đều trồng được thiện căn rồi sao Tôi vừa đề xương Quả nhiên Có người đã in ra rồi Còn có người in kinh văn lên Thậm chí còn có người in tượng Phật lên nữa Tôi nói in tượng Phật lên thì không tốt lắm Áo quần ra mồ hôi lại phải đi giặt Thì không được cung kính Viết danh hiệu thì được rồi Dùng danh hiệu A-di-đà Phật là được rồi Đây là gì? Đây chính là làm cho Tất cả những người Chưa tiếp xúc với Phật Pháp Hoặc là người đối với Phật Pháp Hiểu lầm nghiêm trọng Làm cho nó vừa qua nhãn căng Thì vĩnh viễn thành đạo chủng chúng ta đi trên đường cũng có thể niệm phật không nên quá lớn tiếng lớn tiếng rất tốn sức không tốn sức nhỏ tiếng niệm phật những người đi qua bên cạnh chúng ta họ có thể nghe chúng ta niệm phật vẫn còn một phương tiện hiện nay có mấy niệm phật rất nhiều người trên đường mang theo mấy niệm phật đi khắp nơi đều nghe được danh hiệu phật Thật sự âm dương đều được lợi ích, khiến cho rất nhiều chúng sanh nghe được danh hiệu Di Đà. Chắc chắn họ được pháp ích thù thắng. Dưới đây nói Tống dịch diệt tất cả mười phương quốc độ chư phật chư vị bồ tát nghe danh hiệu tôi những người có duyên ít một chút dưới thế giới a di đà phật phải giúp đỡ họ những chúng bồ tát này nghe được danh hiệu a di đà phật ứng thời chứng đắc tịch tỉnh tam ma địa tịnh tâm địa là gì chính là trên đề kinh Đà nội thanh tịnh bình đẳng gia vì sao nói như vậy quý vị phải thực sự hiểu được ý nghĩa rõ ràng của câu a di đà phật chúng ta liền có thể lãnh hội được danh hiệu có thể dịch hoàn toàn không khó dịch a dịch là vô di đà phiên là lượng phật dịch là trí tuệ hoặc dịch là giác ngộ cho nên danh hiệu a di đà phật này hoàn toàn phiên dịch thành ý nghĩa tiếng trung là vô lượng trí vô lượng giá dễ dịch trí tuệ này từ đâu mà sanh ra từ tâm thanh tịnh mà sanh ra giá từ đâu mà sanh ra từ tâm bình đẳng sanh ra tương ưng với đề kinh cho nên Bản kinh này Phật nói với ngài An Nam. Ông có muốn thấy thanh tịnh bình đẳng giác không? Thanh tịnh bình đẳng giác là ai? Chính là biệt danh của Phật A Di Đà. Phật A Di Đà gọi là thanh tịnh bình đẳng giác. Chính là vô lượng giá Vô lượng trí Chính là ý nghĩa này vậy Cho nên ứng thời chứng đắc Điều này sau khi nghe qua Bồ Tát căng tánh lanh lợi Liền phiên não nhẹ trí tuệ trưởng Nên nói là một nghe ngàn ngộ người trung quốc nói người thông minh nghe một biết mười nghe một biết một trăm bồ tát nghe một ngàn ngộ đặc biệt là bồ tát cấp bậc cao giống như thập địa bồ tát chúng ta không hoài nghi tí nào cả